chào quý vị khán giả, báo Sài Gòn Giải Phóng xin gửi đến quý vị bản tin tối hôm nay với các tin hấp dẫn trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là bản tin chi tiết, quý vị đừng bỏ lỡ. Theo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024, Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực, Bộ Tư pháp cho biết, các cơ quan đăng ký hộ tịch trên cả nước đang lưu trữ trên 8 triệu sổ đăng ký hộ tịch các loại, tương ứng với hơn 100 triệu dữ liệu hộ tịch. Cho đến nay, thực hiện kế hoạch số hóa dữ liệu hộ tịch, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện số hóa 2.524.892 sổ hộ tịch, với hơn 60 triệu dữ liệu. Trong đó đã cập nhật vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trên 50 triệu dữ liệu, một số địa phương vẫn đang tiếp tục cập nhật. Đến nay đã có 17 tỉnh, thành phố đã hoàn thành xong nhiệm vụ số hóa, 30 tỉnh, thành phố dự kiến hoàn thành nhiệm vụ trong nửa đầu quý 3 năm 2024. Tuy nhiên, có 16 tỉnh, thành phố tiến độ số hóa sổ hộ tịch còn chậm, có nguy cơ tiến độ số hóa không được bảo đảm theo quy định trước ngày 1 tháng 1 năm 2025. Nhận thức của các cơ quan có liên quan chưa chính xác, đầy đủ về nhiệm vụ số hóa, công tác này cũng chưa được quan tâm bố trí kinh phí, nhân lực, cơ sở hạ tầng không đủ đáp ứng. Đặc biệt, phần mềm, công cụ phục vụ việc số hóa, cụ thể là phần mềm 158 vẫn cần phải chỉnh sửa, hoàn thiện nhưng nguồn lực chưa đáp ứng được như mong muốn. Một số dữ liệu hộ tịch không thể cập nhật vào hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử do cảnh báo nội dung thông tin đăng ký không đúng, không cho lưu đối với trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ khi người mẹ mới 12-13 tuổi, đăng ký khai sinh của anh chị em song sinh cùng thông tin nhân thân, đặt tên theo tiếng dân tộc có ký tự đặc biệt. Nhiều sổ hộ tịch qua các giai đoạn bị thiếu trường thông tin hoặc thông tin đồng bộ không chính xác, như chức danh người ký, người đi khai, loại việc, giới tính. Sổ đăng ký hộ tịch còn rất nhiều sai sót do lỗi ghi chép của công chức hộ tịch. Chữ viết của công chức tư pháp hộ tịch trong sổ hộ tịch không đọc được do xấu và quá mờ. Nhiều quyển sổ rách không đầy đủ thông tin, trùng lặp thông tin. Để hoàn thành được nhiệm vụ quản lý dân cư, cùng với sự quan tâm sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, thành ủy và lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, các sở tư pháp cần phát huy vai trò tham mưu tích cực, theo sát trong quá trình triển khai thực hiện, tổng hợp, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc cả về kỹ thuật và nghiệp vụ hộ tịch. Đến 12 giờ 37 phút trưa ngày 9 tháng 7, kẹt xe vẫn kéo dài hơn 2 km trên đường Võ Chí Công, hướng từ vòng xoay Mỹ Thủy đến vòng xoay Phú Hữu, thành phố Thủ Đức. Các phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút một. Việc cơ quan chức năng đóng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để xử lý tai nạn giao thông vào sáng sớm khiến hàng loạt tuyến đường khu vực nút giao An Phú như đường Võ Chí Công kẹt xe đến hơn 12 giờ trưa cùng ngày. Tình trạng giao thông càng thêm rối loạn khi xảy ra một vụ va chạm khác giữa xe ô tô và xe đầu kéo tại vòng xoay Phú Hữu. Ghi nhận đến 12 giờ 37 phút trưa ngày 9 tháng 7, kẹt xe vẫn kéo dài hơn 2 km trên đường Võ Chí Công, hướng từ vòng xoay Mỹ Thủy đến vòng xoay Phú Hữu, thành phố Thủ Đức. Các phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút một. Nhiều thời điểm xe ô tô chiếm làn xe 2 và 3 bánh khiến người lưu thông xe máy tìm mọi khoảng trống bên đường để thoát thân. Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, một xe ô tô đang lưu thông trên đường Võ Chí Công từ vòng xoay Mỹ Thủy hướng về cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây bất ngờ xảy ra va chạm với một xe đầu kéo lưu thông hướng cùng chiều đang rẽ phải để vào cảng Phú Hữu. Cú va chạm khiến xe ô tô bể nát một phần đầu xe. Đây là nguyên nhân gây kẹt xe trên đường Võ Chí Công, buộc cơ quan chức năng chốt chặn không cho xe từ đường Võ Chí Công lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để xử lý vụ tai nạn. Trong khi đó, lúc 4 giờ 10 phút ngày 9 tháng 7, ô tô chạy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai khi đến km 13, địa bàn thành phố Thủ Đức thì lạc tay lái tông vào giải phân cách, sau đó va vào xe container chạy bên cạnh. Vụ tai nạn khiến ô tô biến dạng, bể nát nhiều phần, lật ngang, nằm chắn hết một làn cao tốc. Vụ tai nạn không thiệt hại về người. Khoảng 1 giờ ngày 9 tháng 7, tại khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau xảy ra vụ sạt lở đất ven sông Rạch Gốc, làm thiệt hại nhiều căn nhà và tài sản của người dân. Cụ thể, vụ sạt lở làm thiệt hại hoàn toàn 4 căn nhà, 2 căn nhà liền kề bị hư hỏng khoảng 50%, 3 căn nhà khác có dấu hiệu bị sạt lở. Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại. Theo các hộ dân, mặc dù sạt lở xảy ra lúc nửa đêm, khi mọi người đang ngủ nhưng do có cảnh giác,
phát hiện kịp thời nên kịp ra khỏi nhà và báo động cho các hộ xung quanh. Vì vậy, sự cố chỉ gây thiệt hại về tài sản, không thiệt hại về người. Ông Huỳnh Thanh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Rạch Gốc cho biết, ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã cử lực lượng gồm dân quân cùng đoàn thanh niên thị trấn Rạch Gốc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Đồng thời, vận động các mạnh thường quân hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ dân có nhà bị sạt hoàn toàn xuống sông. Hiện xung quanh khu vực sạt lở, đất bị rạn nứt, khi thủy triều rút, khả năng tiếp tục xảy ra sạt lở rất cao. Vì vậy, chính quyền địa phương vận động người dân tập di dời đồ đạc có giá trị, vật dụng nặng ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ngày 9 tháng 7, thông tin với báo chí, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã tiếp nhận hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Đức, 44 tuổi, khu phố Gò Câu, thị trấn Tăng Bạc Hổ, huyện Hoài Ân để điều tra tội giết người. Đức là hung thủ dùng búa tấn công nhiều lần vào đầu, khiến nữ trung tá Vũ Thị Ái Việt, sinh năm 1979, đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an huyện Hoài Ân phải nhập viện cấp cứu vào ngày 7 tháng 7. Theo Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Đức là người có 2 tiền án về các tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản và 1 tiền án cố ý gây thương tích. Trong vụ tấn công trung tá Việt, hành vi của đối tượng này rất dã man, dùng búa đánh 4 lần vào đầu nạn nhân. Đáng chú ý, trước đó Đức đã từng cố ý gây thương tích đối với em rể trung tá Việt và bị xử phạt hành chính 6,5 triệu đồng. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, khoảng 9 giờ ngày 7 tháng 7, trung tá Việt đang điều khiển xe mô tô trên đường thì bị Đức đi xe máy cầm búa, loại búa đóng đinh cầm tay, tấn công từ phía sau. Ban đầu, Đức đánh một búa vào đầu khiến nữ trung tá ngã xuống xe. Sau đó, đối tượng cầm búa tấn công nhiều lần khiến trung tá Việt bất động. Do bị tấn công liên tục bằng búa, trung tá Vũ Thị Ái Việt bị thương nặng, lún sọ, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Sau khi tấn công chị Việt, Đức lái xe đến trụ sở công an để tự thú. Tin từ lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, nữ trung tá khi được đưa đến bệnh viện đã được phẫu thuật cấp cứu. Tuy nhiên, chấn thương quá nặng nên diễn tiến bệnh tình rất xấu. Hiện bệnh nhân vẫn đang hôn mê, rối loạn điện giải, vẫn chưa có chuyển biến tích cực. Ngày 9 tháng 7, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đình Thuyết về tội giết người. Trong vụ án mạng xảy ra tại xã Nghĩa Dõng khiến 2 người chết, 2 em nhỏ bị thương. Theo đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đình Thuyết, sinh năm 1967, quê xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, nơi ở hiện nay xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau khi hoàn thành kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh sẽ gửi toàn bộ hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị truy tố bị can. Trước đó, báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, khoảng 6 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 6, tại thôn 4, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, xảy ra một vụ giết người làm hai vợ chồng là ông T, sinh 1979 và bà B, sinh 1982, chết tại chỗ. Và hai con của vợ chồng ông T là Y, sinh 2018, và N, sinh 2020, bị đa chấn thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng, tỉnh Quảng Ngãi. Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh và Công an thành phố Quảng Ngãi đã triển khai lực lượng, bắt giữ đối tượng gây án đang ẩn náu tại vườn nhà ông T là Lê Đình Thuyết. Lê Đình Thuyết là cháu ruột của cha ông T, quan hệ gia đình con chú bác ruột. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai giữa gia đình ông T và gia đình ông Thuyết từ trước, nên Thuyết có ý định sẽ báo thù. Trong ngày 18 tháng 6, Thuyết đã từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về thành phố Quảng Ngãi, chuẩn bị sẵn một con dao. Đến 21 giờ cùng ngày, Thuyết đột nhập vào vườn nhà ông T và ẩn nấp trong vườn chờ đến sáng hôm sau gây án. Ngày 9 tháng 7, Công an tỉnh Long An cho biết, tại trại tạm giam B34, Cục An ninh Điều tra Bộ Công an, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Nhất Nguyên, sinh năm 1991, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Công an tỉnh Long An, ngày 2 tháng 7,
cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hộ bà Cao Thị Cúc, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, nơi tự xưng tỉnh Thất Bồng Lai hoặc thiền am bên bờ vũ trụ. Trước đó, cơ quan an ninh điều tra tiếp nhận đơn tố cáo của các bị hại về những người sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc có hành vi giả chùa, giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiến hành điều tra, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An có đủ chứng cứ xác định đối tượng Lê Thanh Nhất Nguyên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, qua hai cấp xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, tòa đã tuyên phạt Lê Thanh Nhất Nguyên 4 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định. Ngày 9 tháng 7, Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã triệt phá nhiều đường dây băng nhóm tổ chức cá độ bóng đá qua mạng. Trước đó, ngày 3 tháng 7, Công an quận Tân Phú đã triệt phá băng nhóm tổ chức đánh bạc, bắt giữ 11 người tham gia cá độ bóng đá tại đường CN6, phường Sơn Kỳ, do V và A cầm đầu. Bước đầu, công an xác định cả hai sử dụng tài khoản đăng nhập vào một trang web để tổ chức cá độ bóng đá cho người có nhu cầu. Trước đó, tối ngày 30 tháng 6, công an cũng ập vào kiểm tra quán cà phê ở đường Cầu Xéo, phường Tân Sơn Nhì. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang N, sinh năm 1974, ngụ quận 11, đang có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá cùng 7 người khác. Cùng ngày, công an ập vào quán cà phê ở đường Lê Đình Thụ, phường Tân Thành, kiểm tra, bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Hay trước đó, ngày 27 tháng 6, công an ập vào kiểm tra, bắt quả tang đối tượng Dê, sinh năm 1970, ngụ quận Tân Phú, đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng cùng 10 người khác tại quán cà phê trên đường Lưu Chí Hữu, phường Tây Thạnh. Ngày 9 tháng 7, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ nghi mâu thuẫn tiền bạc, nên chồng dùng xăng đốt vợ khiến cả hai bị bỏng nặng. Trước đó, khuya ngày 8 tháng 7, người dân sinh sống ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện căn nhà tại đây bốc cháy. Lúc này, mọi người chạy qua phát hiện ông N, sinh năm 1991, ngụ tỉnh Cà Mau, và bà D, vợ ông N, sinh năm 1991, ngụ huyện Bình Chánh, đang bị bén lửa cả người. Người dân dùng nước, bình chữa cháy dập lửa đưa hai vợ chồng đi cấp cứu. Sự việc được báo công an. Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra. Bước đầu ghi nhận hiện trường có mùi xăng. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là nghi mâu thuẫn tiền bạc nên ông N dùng xăng đốt vợ.